ẩn hồ con rùa, ly kỳ chuyện trắng yểm để bảo vệ long mạch Sài Gòn. Với thiết kế bát giác đặc trưng, hồ con rùa được cho là sản phẩm trắng long mạch của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đây là công trình nổi tiếng không chỉ với kiến trúc đặc trưng mà còn gắn liền với những giai thoại huyền bí, ly kỳ. Hồ con rùa tên gọi dân gian là một hồ phun nước nhân tạo, nằm giữa nơi giao nhau giữa ba đường Võ Văn Tần, đường Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Văn ở quận 1. Theo các vị cao niên qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm của vùng đất này đã kể, những giai thoại rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vốn là người đa nghi và tin vào phong thủy. Bởi vậy, sau khi nhậm chức Tổng thống, ông luôn trong tâm trạng bất an, lo lắng cho vị thế của mình. Vào năm 1967, sau khi có thầy địa lý, nghe tin có thầy địa lý cao tay ở Hồng Kông, ông Thiệu liền cho người mời sang Việt Nam để trắng yểm Dinh Độc Lập. Sau vài ngày nghiên cứu, thầy địa lý nói, Dinh Độc Lập được xây trên một long mạch trắng ngay vị trí đầu rồng, đuôi rồng nằm cách đó non 1 km. Rơi vào vị trí công trường, chiến sĩ trận vong, cần dùng một con rùa lớn, trắng yểm, đuôi rồng lại thì sự nghiệp của Tổng thống mới mong bền vững. Nghe theo lời của vị thầy này, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thiệu cho xây hồ nước theo hình bát giác, phỏng theo bát quái đồ, một biểu tượng phong thủy thường dùng để trấn yểm của người xưa. Hồ có 4 đường đi bộ xoắn ốc đều hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm và hình tượng con rùa bằng hợp kim đội bia đá. Ngoài 3 cột cao với hình tượng 5 bàn tay xòe ra được đưa Ngoài ra, cột cao với hình tượng 5 bàn tay xòe ra được xem như là một chiếc đinh lớn đóng xuống giữa hồ để ghim đuôi rồng lại. Giữa một Sài Gòn năng động và tấp nập, hồ con rùa vẫn thu mình nơi đó. Trong dòng chảy lịch sử thăng trầm, có biết bao điều huyền bí xoay quanh công trình nổi tiếng này. Có người nghĩ đó là sự thiêng liêng của nơi này, có người cho đó là thần thoại được thêu dệt nên, cũng có người lại không mấy lưu tâm. Nhưng dù thế nào, những giai thoại này cũng cho chúng ta thấy rằng hồ con rùa chỉ đang lặng lẽ bảo vệ sự yên bình và hưng thịnh cho thành phố Sài Gòn hoa lệ mà thôi.